Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On. Chúng ta đã đi qua tất cả những kiếm sĩ chính diện trong series của Saber. Vậy những người còn lại là ai? Họ có phải là những kẻ phản diện mang trên mình thanh gươm của chính nghĩa? Những kiếm sĩ chính nghĩa nhưng nhìn thẳng vào bóng tối nên đã trở nên sa ngã, hay những kẻ trung thành mù quáng, cũng như có kẻ chìm đắm trong sự bất tử để trở nên hoang dại? Chúng ta sẽ đến với video clip tất cả những kiếm sĩ phản diện trong series Kamen Rider Saber. Không dài dòng nữa, bắt đầu vào clip nào. 15 giây để quảng cáo cho Ride It On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Ride It On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh, link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Kamen Rider Calibur, kiếm sĩ phản diện đầu tiên xuất hiện trong series của Saber. Kẻ đó mang tên Daichi Kamijo. Hắn ta từng là thành viên của Logos và là chủ sở hữu của thanh liệt hỏa sau trận chiến với người sở hữu ám kiếm trước là Hayato Fukamiya. Bằng kỹ thuật sử dụng hỏa kiếm, Daichi đã hoàn toàn đánh bại được Hayato, nhưng bí ẩn xoay quanh sự phản bội của Hayato làm cho Daichi từ bỏ thanh hỏa kiếm và trở thành ám kiếm sĩ, thuần thục nó như chính thánh kiếm của mình. Rời bỏ Logos đi theo con đường hợp tác với Magic tìm kiếm sức mạnh. 15 năm sau, hắn ta lại một lần nữa trỗi dậy cùng với đảo Magic, phát động cuộc tấn công đến thế giới hiện tại lẫn Wonderworld. Tìm kiếm sức mạnh là những gì mà Daichi mong muốn. Sự thật về tổ chức Sword of Logos, kẻ đã thao túng người bạn Hayato của anh ta, cũng như quyết tâm phải hy sinh tất cả mọi người để nhằm đạt được mục đích này. Chuyển hóa bằng thanh ám kiếm cùng với quyển Wonderbook Zakuragon, tạo hình của Calibur là một kiếm sĩ trung cổ với phần đầu rồng và gương mặt của hắn được bao phủ một lớp giáp sắt. Phần cơ thể cũng tương tự là một lớp giáp như vậy. Tông màu tím chủ đạo của quyển sách Zakuragon bao phủ phần ngoài của bộ giáp là áo khoác đen với viền vàng. Phần lưỡi kiếm màu vàng trên đầu đặc trưng cho series của Saber kéo dài xuống phần thân. Sở hữu sức mạnh của bóng tối và con rồng hắc ám, những nhát chém với sức mạnh bóng tối từ Zakuragon không thể nào coi thường. Cùng với đó là khả năng kiếm thuật thượng thừa từ Daichi, một người đã có thể sử dụng liệt hỏa để đánh bại hoàn toàn ám kiếm sĩ đời trước và thuần thục luôn cả thanh gươm này một cách vô cùng điêu luyện. Những trận chiến trừ khi có form mới của những rider, còn lại hắn có khả năng cân tất cả mọi người. Nổi bật nhất là trận chiến cân bao mà chẳng có bất kỳ thiệt hại nào quá nặng nề. Thanh ám kiếm cũng giúp cho Calibur tan biến trong bóng tối, khống chế kẻ thù bằng năng lượng bóng tối này và khả năng nuốt chửng mọi thứ từ bóng tối, hấp thụ những đòn tấn công từ kẻ thù giáng vào người hắn. Ám kiếm ở hình dạng Zakuragon còn khả năng chém ra một nguồn năng lượng với hình dạng rồng để tấn công kẻ thù. Quyền năng đặc biệt nhất của ám kiếm du hành tới những quãng thời gian khác trong tương lai để nhìn thấy những viễn cảnh có thể xảy ra. Zakuragon Kurayami Hitsatsugeki, nguồn năng lượng bóng tối tụ hợp vào thanh gươm của Calibur. Hắn ta chém đầu nhát chém hình mặt trăng, sau đó tách đôi hình hai lưỡi liềm. Nhát chém này mạnh tới mức có thể phá tan đòn finish của Kamen Rider Espada một cách vô cùng đơn giản. Nhận đòn tấn công Wonder Combo từ cả ba rider, Calibur đã thức tỉnh quyển sách Zaoragon, thứ sức mạnh mà hắn ta luôn tìm kiếm. Đối mặt một lần nữa với Espada, hắn ta đã chuyển hóa thành Zaoragon. Hình dạng Zaoragon cộng kềnh nhưng đầy quy mãnh. Hắn không còn là một kiếm sĩ, mạnh của bầy rồng tụ hợp lên thành ác kiếm. Cơ thể của Calibur vẫn như vậy, chỉ khác phần vai và ngực của hắn được trang bị một bộ giáp vàng kim giống như vảy rồng, hình dạng bốn đầu rồng ở hai vai. Đôi vai được chạm khắc bằng những mảnh gai vàng của rồng và phần áo choàng phía sau. Gương mặt của Zaoragon đã thức tỉnh, đôi mắt rực cháy của Calibur phủ lên đó là gương mặt của rồng. Về sức mạnh cơ bản, hình dạng Zaoragon vượt trội hơn tất cả những rider ở thời điểm đó. Ngang sức với hắn có lẽ chỉ có thể là Dragonic Knight của Saber. Sức mạnh vượt trội và áp đảo, hắn còn chẳng cần phải dùng tới khả năng của bóng tối cũng có thể áp đảo hoàn toàn Espada ở hình dạng Wonder Combo. Hủy diệt anh vô cùng đơn giản với đòn finish. Khả năng thao túng bóng tối Zaoragon đã nâng cấp hoàn toàn so với hình dạng Zaku. Hắn có khả năng hấp thụ đòn tấn công, nhưng lần này còn phản lại đòn tấn công với quy lực mạnh hơn.
Ngoài ra, hắn còn khả năng thao túng bóng tối để giúp bản thân trở thành một quả cầu bóng tối di chuyển trên không, hoặc chính bản thân hắn được bao phủ bóng tối để bay lên bầu trời giống như một con rồng thực thụ. Trong trận chiến cuối cùng với Dragonic Knight, tiểu hồi đã bày rồng cuồng loạn của mình và cưỡi lên chúng giống với Dragonic Knight của Saber. Ngoài con rồng bóng tối chủ đạo còn có bày rồng để tấn công kẻ thù với số lượng áp đảo. Đòn tất sát làm nên thương hiệu của Zao Dragon, Zao Hisatsugiri. Hắn ta giải phóng 4 con rồng trên vai của mình với hình dạng vàng kim chặn đứng đòn tấn công của kẻ thù. Nguồn năng lượng bóng tối được sạc đầy thành ám kiếm, nhát chém của nó triệu hồi con rồng bóng tối đầu đàn. Cả 5 con rồng lao tới và xuyên phá hoàn toàn kẻ thù. Mở đầu cho video là kiếm sĩ Bahato. Hắn ta là kẻ xuất hiện ít nhất trong series nhưng cũng là kẻ để lại rất nhiều ấn tượng. Xuất hiện lần đầu trong movie The Phoenix Swordsman and the Boot of Rune, đem theo bên mình là sức mạnh hư vô kiếm cùng với quyển sách của ngài tận thế. Chỉ một mình hắn cũng đủ gieo rắc sự kinh hoàng cho tất cả những kiếm sĩ của Sword of Logos phương Bắc. Bahato là một người cao quý, cũng là bạn của Yuri, quan kiếm sĩ. Nhưng một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Một người đồng đội của hắn đã ra tay tàn sát gia đình của Bahato. Vì lợi ích của cá nhân, hắn ta đã sẵn sàng ra tay với gia đình đồng đội mình. Chứng kiến tình cảnh đồng đội ra tay với gia đình, Bahato đã nổi điên và ra tay kết liễu với đồng đội này. Rời đi trước sự chứng kiến của Yuri, tìm kiếm quyển sách của sự diệt vong nhằm hủy diệt toàn bộ thế giới đang dần tha hóa bởi sức mạnh cũng như quyền lực mà con người đang ham muốn. Hủy diệt nó là cách duy nhất để đem lại trật tự cho thế giới. Hắn ta cũng đã bị Yuri phong ấn bằng sức mạnh của ám kiếm và quang kiếm. Những sự kiện kế tiếp sẽ xảy ra trong movie Phoenix Swordsman and the Boot of Rune. Hắn ta đã phá bỏ phong ấn một điều thần kỳ nào đó và lần nữa mở ra ngày tàn của thế giới. Nhưng người lần này hắn đối mặt không phải là Yuri. Hội Sword of Logos phương Bắc dẫn đầu bởi Thomas. Với kinh nghiệm chiến đấu thượng thừa, hắn dễ dàng áp đảo Thomas cho dù anh đã bật lên hình dạng Crimson Combo. May mắn thay, Thomas là nhân vật chính và với những lời hứa đạo lý của mình, anh đã giành được chiến thắng suýt sót. Nhưng lúc này cũng là lúc hắn kích hoạt sức mạnh từ quyển sách Phoenix, khả năng tái sinh và ra một đòn chí mạng vào người Thomas. Cuối cùng là bị sức mạnh của Emotional Dragon phong ấn và hẹn Thomas một ngày để trở lại. Ngày đó là diễn ra trong series chính khi tên Master Blue God giải phóng Bahato để tìm lại tất cả sức mạnh của những quyển sách. Hắn ta là con chó săn do Master Blue God thả ra. Cảm thấy thú vị với tên Master Blue God, hiện tại hắn đã quyết định hợp tác và chiến đấu một lần nữa với tất cả những kiếm sĩ. Với khả năng bất tử của mình, hắn đánh bại rất nhiều rider cộng cái lúc đó, bao gồm Elemental Dragon của Saber cũng như Choju Senki Carpenter Black. Cuối cùng thì hắn vẫn bị Thomas đánh bại bằng sức mạnh niềm tin của mình. Khả năng của Bahato cũng như hình dạng Rider Fajion của hắn mang trong mình sức mạnh từ quyển sách Phượng Hoàng, mang lại cho hắn ta tuổi thọ nghìn năm. Hắn là kẻ bất tử với sức mạnh của Phượng Hoàng. Cũng nhờ sức mạnh này, hắn có khả năng hồi sinh liên tục. Khi bị tiêu diệt, một mảnh lông Phượng Hoàng sẽ xuất hiện. Nó bùng lên một ngọn lửa màu cam, giúp hắn tái sinh với sức mạnh cũng như cơ thể toàn vẹn. Ngoài ra, khả năng đốt cháy mọi thứ thành tro cũng từng được hắn thể hiện. Và đặc biệt nhất, thanh hư vô kiếm của hắn, thứ giúp cho hắn vô hiệu hóa tất cả khả năng từ những thanh gươm khác. Một kẻ vô cùng nguy hiểm với hư vô kiếm cũng như quyển sách Phượng Hoàng. Tạo hình Fajion mang trong mình hai tông màu đen và cam. Tạo hình cũng khá đơn giản và sử dụng duy nhất một quyển sách. Driver của hắn cũng chỉ có thể kích hoạt một quyển sách mà thôi. Do là Rider xuất hiện ở đoạn đầu phim nên không có quá nhiều chi tiết đặc biệt, là con Phượng Hoàng thậm chí còn không có cánh. Là một Rider được thiết kế bất đối xứng với phần bên phải đặc trưng bằng phần đầu Phượng Hoàng, phần trái sẽ là vạt áo giống với biểu tượng đuôi Phượng Hoàng. Thanh gươm của hắn cũng là thanh gươm có lưỡi đen, và chi tiết hai cánh Phượng Hoàng đối nghịch nhau với biểu tượng cũng như màu sắc cam trên phần thân của thanh kiếm. Đòn tất sát được chém ra từ hư vô kiếm Fujicho Musokiri, tụ hợp sức mạnh hắc ám với nguồn năng lượng cam và đen vào thanh hư vô kiếm. Một nhát chém hình lưỡi liềm được chém ra từ thanh gươm xé toạc mặt đất. Phượng Hoàng bất tử chấp cánh, uy lực khổng lồ của nó đánh tan hình dạng Crimson Dragon của Saber.
Rekha Sindai là một trong hai hộ vệ thân cận của Master of Logoth, trực thuộc Sword of Logoth phương Nam, là con gái trong gia tộc Sindai phục vụ cho Master of Logoth hàng ngàn năm. Họ thề sẽ trung thành và bảo vệ Master bằng bất cứ giá nào. Mặc dù là con gái trong gia đình, nhưng với quyết tâm và sự ngưỡng mộ dành cho anh trai của mình, cô đã luôn luyện tập để trở thành kiếm sĩ. Là kẻ đã xuất hiện từ đầu phim và đã có rất nhiều quyết định ảnh hưởng tới những nhân vật khác. Lần đầu tiên xuất hiện trong series, cô ta đã nhận nhiệm vụ quan sát Toma Kamiyama, cũng là người mới nhất sở hữu liệt quả để trở thành Saber. Trong trận chiến với Calibur, cô ta đã hỗ trợ Kento giúp anh ấy có Tri-Severus Wonder Book. Anh ấy đã có được Wonder Combo bản thân. Cả ba kiếm sĩ đã có thể đánh bại được Calibur và biết thân phận của hắn. Những hành động kế tiếp của Rekha bằng sức mạnh của thành gươm khối, cô ta dễ dàng bắt cóc được Sophia. Sau sự kiện của Calibur, mặc dù đã mời Thoma tham dự một cách đầy tình cảm, nhưng anh lại không chấp nhận. Thấy được sự nguy hiểm từ Thoma, cô đã biến anh trở thành một mối đe dọa, bắt tất cả những kiếm sĩ còn lại phải ra tay trừ khử Thoma. Lần đầu hiện nguyên hình là Kamen Rider. Khi nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Master Blue God, cô ta đã tham chiến với âm kiếm sĩ cũng như thổ kiếm sĩ, chuyển hóa thành Kamen Rider Sebela thành gươm khối cũng như quyển bách khoa côn trùng. Tạo hình của Sebela là Kamara thiên về chiến đấu về tốc độ cũng như sự uyển chuyển. Cơ thể cô khá gọn nhẹ, bộ giáp linh hoạt, tông màu vàng là những chi tiết kim loại trên phần giáp. Và quyển bách khoa côn trùng là màu đỏ đô. Gương mặt của cô là phần khối gọt thanh gươm xuất hiện trong khối, thể hiện rõ cách chiến đấu của Sebela. Sebela chiến đấu vô cùng linh hoạt, kết hợp nhân nhuyễn, quyển bách khoa côn trùng cùng với thanh gươm khối, sở hữu năng lực như trái lôi da. Cô ta tấn công và phòng thủ một cách tuyệt đối, biến thành làn khối để tấn công kẻ thù. Khả năng cơ bản về khối, cô ta sẽ tàng hình trong khối để ra những đòn tấn công quyết định vào người kẻ thù, thậm chí biến bản thân mình thành khối để di chuyển xung quanh cũng như tấn công áp đảo kẻ thù từ những vị trí không ngờ tới. Và điều kinh khủng nhất là biến bản thân mình thành khối để né tránh những đòn tấn công trực tiếp từ kẻ thù, khiến cô ta là một kẻ thù vô cùng nguy hiểm khi phải đối mặt. Sở hữu quyển trách loài côn trùng, chỉ có vài loại đặc trưng là thường xuyên được Sebela sử dụng trong quá trình chiến đấu. 8 chiếc chân của nhện để tấn công kẻ thù ở phạm vi tầm trung, khả năng bắn tơ để khóa chặt kẻ thù và sử dụng đôi cánh của bướm để linh hoạt né tránh cũng như bay lên không, tạo lợi thế khi chiến đấu. Đòn tất sát của Sebela, Konchu Mokumokugiri, cô ta khóa chặt kẻ thù bằng tơ nhện. 8 chiếc chân nhện được phủ năng lượng sẽ tấn công vào người kẻ thù. Kamen Rider Durando Ryoga Sindai là anh trai của Rekha Sindai, một trong những thành viên cốt cán của Sword of Logoth phương Nam. Lần đầu xuất hiện cảnh Master of Logoth khi Calibur lần nữa trở lại. Hắn muốn tiêu diệt Calibur để lập công cũng như thu thập lại thanh ám kiếm nhằm giải phong ấn cho tất cả những thanh thánh kiếm còn lại. Là kẻ mang thời kiếm, thanh gươm có khả năng thao túng thời gian cùng với quyển sách lịch sử của đại dương. Ryoga, hắn ta là một kẻ trung thành, một người thề trung thành với trách nhiệm của gia tộc cũng như Master Blue God, chiến đấu trực diện với kẻ thù, luôn hoàn thành nhiệm vụ cách tuyệt đối. Nhưng hắn ta cũng chẳng bàn tới nguyên tắc mà sẽ bất chấp để hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng lợi dụng cả Rintaro làm con tin để trao đổi lại những quyển sách, tấn công họ từ phía sau mà chẳng ngần ngại bất kỳ điều gì bằng quyền năng thời không của thời kiếm. Trận chiến với Rintaro, khi anh chĩa kiếm vào Master Blue God, người mà hắn ta bảo vệ, hắn chuyển hóa thành Durando với sức mạnh của đại dương và cây đinh ba của thần biển cả. Do có hai hình dạng nên hắn ta có rất nhiều lợi thế trong chiến đấu. Hình dạng đinh ba sẽ giúp tăng sát thương cũng như phạm vi tấn công. Durando được tô điểm bằng ba màu xanh nước biển, đen và trắng. Hắn ta là Rider có thiết kế vô cùng đơn giản với những họa tiết từ những nền văn minh cổ trên khắp cơ thể. Tạo hình khá giống cá voi, gương mặt được điểm tô bằng 3 luồng sóng nối tiếp nhau với phần đầu vàng để tạo nên gương mặt Kamen Rider, nhìn hệt như vũ khí mà hắn đang sở hữu là một chiếc đinh ba. Khả năng chiến thuật của Durando ở mức điêu luyện khi hắn ta là một trong hai vệ sĩ thân cận của Master Blue God. Với khả năng chiến thuật cơ bản hắn cũng đã quá mạnh, nhưng nói về Durando thì phải nói về khả năng của hắn. Ocean History không thể hiện nhiều, có lẽ nó chỉ thể hiện một đòn tất sát. Thanh thời kiếm mới là thứ làm nên thương hiệu của hắn. Kích hoạt thời kiếm, rút ngược lưỡi gươm và nhấn vào công tắc trên thanh gươm, nó sẽ kích hoạt một khả năng ngưng động thời gian.
Khả năng này của Rurando là tạo ra một dư ảnh khiến kẻ thù vẫn tấn công vào dư ảnh này. Trong lúc đó, hắn lặn vào không gian của nước, đi đến một vị trí khác trong khu vực chiến đấu và ra một nhát chém chí mạng vào người kẻ thù. Hắn ta có khả năng kích hoạt khả năng này liên tục để dịch chuyển vị trí nhiều lần, tránh bị phát hiện khi gặp những kẻ thù khó nhằn. Chiêu thức ngưng động thời gian còn khả năng sử dụng để hoán đổi vị trí của bản thân cùng với đồng đội hoặc kẻ thù, tạo nên khó dễ cũng như giải thoát những người đồng đội khi cần thiết. Đoạn tất sát của Durando Ocean Ikokugiri, nhát chém từ cơn sóng của đại dương, dòng nước chảy cùng với sự điều khiển của chiếc đinh ba, tụ hợp lại dòng nước và ra một nhát chém với hình mặt trăng với nguồn năng lượng thủy triều, giáng vào người kẻ thù. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riderton. Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.